Ở đây thì anh Hà anh có quen với Đức. Đức là ở đây chỗ nào Đức cũng biết hết. Tông hẻm, tông hóc, tông gừng, tông gú, tông hồ, tông mương, tông ao gì Đức cũng biết hết. Thì Đức là cái người mặc áo đỏ rồi nó màu đen ở đây. Giờ mình đi theo Đức. Mình đang vô cái làng của người Hơ Mông. Hồi nãy là mình là đi tới làng của người Châu Mạ, còn đây là làng của người Hơ Mông. Đức dẫn mình đi vô đây vòng vòng với mấy anh này chơi. Mình nghe nói là người Mông thì có nhiều màu da, Mông xanh, Mông trắng, Mông đỏ, Mông gì nữa mình không biết. Mình chơi rồi, có gì mình tìm hiểu ở mấy chị ở đây. Ủa đây người ta mặc quần mà người ta vẫn mặc váy hả? Mặc váy mà vẫn mặc quần, nhưng mà ở trong mặc quần. Nghe nói là ở đây người ta còn mặc đồ của người dân tộc, của người Mông. Con mấy tuổi rồi? Nó cả. Ở tóc nó quăng cái trang Vi luôn nè hai. Con gái gì hả? Ơi. Dạ. Dì cũng đang có em bé nữa hả? Không phải. Đi kìa hai. Thấy thương không? Ông em thấy thương không? Đi mình đi nữa. Mình đi vô sau trong đây đây. Vô đây còn sâu không vậy gì? Đây, đây là cái sào. Còn sâu hả? Ở đây là gọi là Mông đỏ. Chỗ này là làng Mông đỏ hả? Tại vì thấy trang phục toàn màu đỏ cho nên là nghĩ là mình nghe thầy nói là người Mông xanh á thì mặc đồ có cái gì màu xanh. Em thấy có màu xanh mà. Thì có người mặc thì người ta mặc đồ có cái gì màu đỏ. Người Mông trắng thì mặc đồ có cái gì màu trắng. Mình là Mông trắng. Mình là Mông đen. Đâu có thấy cái Mông này màu xám. Quần màu trắng kìa. May nữa kìa bạn. Vô đây là vô đâu rồi anh hả? Thì vô ý là cũng không biết vô đâu nó hướng dẫn viên du lịch tới trước rồi mình đi theo. Bên đây người ta cũng trồng danh dây nữa hả bé không? Ừ, ngày danh dây này mới trồng mát. Hả? Cái cây này là mát mát biết em à, danh dây là mát mát đó. Là cây mát mát. Đúng rồi, tên anh gọi là mát mát nhưng mà tên tiếng Anh đó là cái gì? Cái mình dây. Lên mình dài gì đó. Mình đi theo cái lối mòn đi theo Đức thì Đức dẫn mình lên đây. Rồi mình thấy ở đây có cái nhà. Nhà này giống nhà sàn. À, chỉ cái này có kiểu có nhà sàn hay gì nè phải mình đây anh hả? Nhà sàn á. Dạ. Nhà là có cái sàn mình gỗ mình gọi là nhà sàn thôi, cũng không rành lắm. Ủa vậy hả? Đây có hai chị. Chị làm gì á chị? Đây nhà. Ồ, dạ. Mấy anh chị. Ai là người biết xây vậy? Ủa mấy anh chị cất nhà ở đây hay là cất cái gì ở đây vậy? Nhà mình ở hả chị? Dạ. Ừ, mấy chị bận đồ đẹp quá. Phải đụng đúng không? Chị, cho em hỏi cái chị đang bận là cái gì vậy? Cái này hả? Dạ. Cái váy á. Ừ, váy của mình làm mình dệt hay là mình mua ngoài chợ? Mình mua ở ngoài chợ thôi. Dạ. Mà đó cũng là đồ của người Mông mình luôn á hả? Đẹp quá hả tiền? Cái đồ đẹp bé nè. Nè. Đang luôn hả? Cái này mình cũng mua. Cái này đẹp nè. Ồ, đẹp quá vậy. Đủ hướng màu hết Tân. Đây là những cô
Thầy nãy nói là cô mông xanh đúng không? Cô mông xanh. Cô mông xanh tại vì cô mặc quần màu xanh. Trang phục màu xanh. Cái này 9m rưỡi à? Hay là 10m? 9m 12m. Chị ơi, cho em hỏi thăm phải chị là người mông xanh không? Người mông xanh hả? Dạ. Chị có phải không? Người mông xanh à? Mông xanh với chị không chắc mà. Cái trang phục màu xanh này mông hoa là... mình làm bây giờ mông hoa rồi. Hoa mông hoa. Mông hoa hả? Ốm cà làng. Sao gọi là mông hoa vậy anh? Ốm cà làng hả? Dì ra cái tiếng như thế. Dạ. Từ tiếng mông mình thì dì ra là cái mông hoa. Dạ. Chị mấy em nhỏ cũng mặc cái quần này luôn. Thấy thương quá. Áo đỏ kìa. Thấy thương quá. Đây là mông đỏ ấy. Mấy chị mặc cái đó, mặc cái váy đó rồi mấy chị cũng mần công chuyện luôn hả? Ừ. Rồi nó có dướng díu gì không? Hả? Nó có bị dướng không? Không. Dạ. Quen rồi đó. Dạ. Ta nói cùng dòng hai bằng tay quen rồi đó. Dạ. Dạ hả? Ồ, còn chị, còn em này là cũng ở đây luôn. Dạ. Con của anh kia. Dạ hả? Con gái của anh. Con gái đầu. Dạ, con gái của chị. Đấy. Ồ, sao chị còn trẻ mà con gái chị lớn quá vậy? Kỳ vậy. Hai cái 15 rồi đấy. 15 tuổi. Hai cái 15 rồi. 30 rồi. Chị 30 tuổi. 35. 35. Còn con gái của anh nhiêu rồi? 17. 17? Dạ. Ở đây nhiêu tuổi, thường thường nhiêu tuổi lấy chồng nha anh? Con gái hả? Dạ. Đó chứ. Có khi nó có 16, 17 tuổi nó cũng lấy chồng rồi. Dạ. Có giờ đứa nó 15 tuổi lên đây. Dạ. Đây cũng có nhà hai đứa 15 tuổi đi lấy chồng. Dạ. Ở đây mình con mình là con thôi hả? Con dành nhất cho lặng. Thôi đây hả? Năm nay nó 17 tuổi cho lấy chồng là con dành nhất. Ủa, vậy hả anh? Ừ. Là ấy à, so với con mà. Hả? Con đợi em mà. Chắc vậy. Ồ. Yes. Mình nghe nói là ở đây khoảng 13 14 tuổi là lấy chồng. Đúng không Đức? 13 14 tuổi là lấy chồng hết rồi. Giữ mãi nó bây giờ còn ế luôn rồi. Giữ mãi bây giờ 17 tuổi đến nào đâu? Yeah. Bạn gái Đức là đứa nào? Chưa có. Đấy chọn đi. Đức là người gì? Em là người em không biết nữa. Người Kinh hả? Em là người Kinh. Người Kinh. Không, Đức người Sà Tiên à. Đúng rồi. Người Sà Tiên hả? Mà Túc Pram á. Người Sà Tiên ở ngoài đất Đắk Nông, Đắk Lắk hả? À, Bình Phước. Bình Phước. Người Sà Tiên. Túc Pram Đức đúng không? Ca Pram Đức. Không, Túc Pram. Top hả? Ừ, Túc Pram Đức. Pram, gì Pram, Pram, Bru. Pram gì khó đọc quá thôi, nói Top Đức đi. Cái đâu phải vậy là không phải người Kinh hả? Không, này đâu có người Kinh đâu. Nhà của anh chị đẹp quá à. Thế hả? Dạ. Chưa đẹp đâu. Mai mốt này lên nữa mới đẹp đúng không? Thấy nhiều cái nó đẹp hơn. Đâu, dạ. Có xây đâu nhỉ? Chắc là bằng gỗ không? Bằng gỗ thôi. Cây đó là gỗ gì? Mình anh cây cột bằng gỗ gì vậy anh? Gỗ gỗ. Ta gọi là gỗ sa le. Sa le. Vâng. Dạ. Cái đó ở trong rừng hả anh? Vâng. Mình làm vậy thôi. Dạ. Có cái sàn đúng không? Anh tên gì anh? Tên là Trắng. Anh Trắng. Vâng. Anh Mông Trắng. Vâng. Vừa trắng vừa đen. Ồ, vậy là anh làm nhà sàn hả anh Trắng? Không, cũng xây chứ. Xây dưới, xây tường trên thì thiêu vắng. Cũng xây hả? Xây dưới, xây tường tới cái cây sàn ngang. Dạ. Ở tên cao này đẹp quá à. Anh cất nhà đây là lý tưởng hả? Ở đây cũng hơi cao, cũng vắng. Dạ. Anh kêu máy người ta vô người ta làm cho bằng cái đồi này á hả? Vâng đúng rồi. Dạ. Máy dạ. Cái này tưởng anh tự bao luôn chứ. Máy móc bao chứ. Cả Nam ấy, bởi vì gia đình có hai người, ba người. Chứ cái này nếu mà anh em trong làng kéo vô chắc làm mấy ngày xong á hả? Cả tháng á. Ủa dữ vậy. Anh Trắng, làng hôm ông của mình có ông già làng không? Ông làng mình á hả? Dạ. Làng mình có già làng á hả? Dạ.
không? Đây chỉ có cổng nhà làng của bên Cà Ho thôi. Cứ hơi Cà Ho thôi. Vâng. Dạ. Chung với nó. Dạ. Ở vòng vòng xóm mình khoảng có bao nhiêu hộ hả anh Trắng? Trong làng mình hả? Dạ. Như là 22 hộ. Là từ ở đầu ngõ nãy em đứng gửi xe vô tới đây. Cả bên kia bên này cũng có mấy hộ. Dạ. Con nít nhiều hơn. Con nít nhiều không ấy. Nói chung thì trong làng nhiều con nít là nhiều nhất. Không có gì ngoài con nít hả? Không có gì nhiều ngoài con nít. Đi xuống làng, đi xuống chỗ con nít kìa. Đi xuống chỗ con nít chơi. Nó đang kêu anh Đức ơi kìa. Ôi. Đóng luôn. Dạ hả? Đi. Chào tụi, hẹn tụi em đi nha. Ừ, chào. Dịp sau tụi em ghé lại thăm gia đình nha. Vâng vâng. À, em cảm ơn hai anh chị nha. Vâng. Dạ. Khi nào làm nhà xong á. Dạ. Chúc hai anh chị làm nhà mau dạ. Mau nhanh. Vâng. Dạ. Đây, vô mình đi. Hả, mau nhanh là nhanh nhanh á. Là mau gọi á. Mà nó mình nói gọi sợ. Thôi. À, ở phía bên kia có một xóm con nít. À, giờ mình theo Đức đi qua đó. Đó. Thôi, tóm nó mũi cỏ luôn kìa. Đứa nó trốn hết rồi. Tình hình là thấy Đức là nó trốn hết rồi. Phúc cào bọn nó. Chị con đứa đó trốn rồi người ta. Đây là cái chỗ nuôi vịt. Nuôi mấy con vịt của người ở trong làng Hơ Mông. À, còn cái này gọi là khu sinh thái. Khu du lịch sinh thái hả? À, nuôi gà, nuôi vịt, đầy đủ hết. Khu sinh thái, nuôi vịt. Đúng không? Nuôi cỏ kìa. Vui quá, vô đây vui quá hắn tiện. Cái này cũng xây gì đây anh? À, ở đây mình thẳng thấy nhà vệ sinh. Có cái... Sao đây em xây vệ sinh luôn. Vuông lục giác này luôn nhờ. Cô chào mấy con. Con hư gì? Chú xây nhà vệ sinh hả gì? Dạ. Con thưa bà. Chào bà nha. Giới là gì luôn nè? Cái này nó nhẹp, nhẹp màu giống ghê luôn. Trời ơi. Cha con đâu? Mẹ con đâu? Cha mẹ con đâu? Trời ơi, muốn chảy lòng thông. Muốn chảy lòng thông đây. Còn chưa biết đâu mùa lúa mới đẹp. Mùa lúa nó chưa mới đẹp. Thưa bà. Bà nhà bà ở đây hả? Rồi, gặp bà không biết nói tiếng Việt hả? Ủa bà không biết nói tiếng Việt, bà nói không biết. Đức dịch được không? Không dịch được hả? I don't know. Bà mặc đồ đẹp quá. Đẹp quá. Bà không biết nói tiếng Việt. Mình muốn nói chuyện với bà mà bà không nói được. Đây là lần đầu tiên mình được lên vùng cao mà mình được thấy cái bộ đồ của người bộ đồ này kia bằng bộ đồ gì? Anh Sáng? Đồ gì? Đồng phục của người Hơ Mông. Đẹp quá bà. Tiền thì thích chụp hình với bà hả? Bà không chịu. Nói chị gì, nói chị gì, chị nói cho. Chị nói ơi. Tiền thích bộ đồ của bà quá, tiền đồ chụp hình với bà. Bà thì mắc cỡ. Mà bà không hiểu tiếng Kinh nữa. Đứng đây nè Tiền. Ủa? Đây. Ê, Đức, đàn ông mình có bận đồ người đó không? Không, đàn ông họ có cái bộ đồ riêng của họ. Họ không mặc ít khi lắm. Dạ hả? Giống như đám cưới hoặc đám xin gì đó họ lấy mặc. Dạ hả? Giống như người đàn ông mà giống như kiểu làm chú rể có một bộ đồ đẹp lắm. Dạ hả? Em cũng thích bộ đồ đấy, sắp sửa em mua mà. Em chuẩn bị đám cưới hay gì? Hai chà bông. Hả? Hai chà bông. Hai chà bông. Anh.
anh đã chụp hình nhái lắm. Sao tức rồi hả? Dạ. Cô chú ơi. Rồi. Mà chụp đi. Đây đây. Bà ơi. Bà chụp với con cái. Bà. Rồi chưa? Rồi. Rồi. Con cảm ơn bà nha. Chị ơi, chị ở đây mình xây gì vậy chị? Xây nhà vệ sinh mà. Dạ. Sao em thấy ở bên kia cũng xây mà bên đây cũng xây? Thì xây mừng nhà xây một cái. Dạ. Mình thấy mình đi tới làng Hương Mông thì mình thấy là người Hương Mông mình da trắng phải không chị? Không biết em, người Hương Mông khổ lắm em, không trắng lắm. Em thấy da trắng. Dạ. Hồi em bé kìa thấy thương quá à. Người Hương Mông mình điệu em bé bằng cái này á hả chị? Dạ. Em thấy bên người Cờ Ho thì điệu bằng cái ùi. Dạ. Chị, mình mặc cái này hình như ai cũng bận cái này hả chị? Người Mông thì mặc cái này nha. Dạ. Nếu mà vậy rồi mình bận cái đó ở ngoài, còn ở trong mình bận quần gì? Thì cũng là quần của mình bình thường. Dạ. Vậy rồi lạnh không chị? Như thế tháng lạnh nó lạnh. Hay mình bận thêm cái quần dài. Lạnh thì mặc thêm quần xanh. Dạ. Dạ. Đó là trang phục cổ truyền của mình rồi. Dạ. Trang phục người Hương Mông. Dạ. Còn đám cưới á, có mặc đồ giống như bà không chị? Dạ, mặc đồ mới hơn. Bà bận đồ đẹp quá, chị nói cho bà nghe giùm em với. Chị, mình bận đồ vậy rồi mình đi lên rừng cũng bình thường luôn hả? Ừ. Dạ, một bộ đồ của mình vậy là khoảng bao nhiêu tiền một bộ vậy chị? Nếu là bộ mà em thấm thì 1 triệu đến 2 triệu. 1 đến 2 triệu một bộ. Ừ. Rồi mỗi một người mình còn có khoảng mấy bộ? 4-5 bộ. Dạ hả? Rồi mắc tiền quá rồi ạ? 4-5 bộ là mặc đi chơi thôi, nếu là mặc đi làm thì nhiều lắm. Bộ đồ cũ mình bận đi làm thì nhiều phải không? Còn đồ mới thì mình có khoảng 4-5 bộ. Dạ. Đẹp quá. Đồ đủ thứ màu luôn. Thấy thương quá. Chị, một bộ đồ vậy mình bận khoảng bao nhiêu năm? Nếu là ở nhà tôi thì 3-4 năm. 3-4 năm. Ở trong đó có nhiều lớp không chị? Không. Cái váy với cái áo riêng hay là dính chung với nhau? Riêng chứ. Riêng hả? Được cái quần có dây thun không hay là mình buộc lại? Có dây thun. Rồi mình quấn thêm cái dây nịt ở ngoài nữa. Thì cũng là mua trang quán thôi mà cần đấy. Dạ. Nè em thấy bà nè. Bà cái đó là anh gọi là cái váy chứ. Dạ. Quần. Đội cô nè. Đội cô nè. Ủa nó đứng được rồi kìa chị, nó chận được rồi kìa. Em bé được mấy tháng rồi? 9 tháng rồi. Dạ. Ê chút nữa cô Khánh mua bánh cho mấy con ăn nha. Chỗ nào bán bánh vậy? Ở trước hả chị? Dạ. Để em đi về lên trước. Ở làng mình có nhiều con nít không chị? Có nhiều lắm. Khoảng nhiều đứa chị? Không biết. Nó đòi em kìa, nó ngắt ngắt kìa. Khoảng 30 đứa không chị? Là hơn 30. Dạ. Chị được mấy đứa rồi? Một đứa hả? Dạ. Mình đứng đây là đứng ngay nhà của người đồng bào Hơ Mông. Mình thấy nhà của cô chú ở đây là toàn là bằng gỗ thôi à. Bằng gỗ hồi xưa luôn á. Gỗ cứng mà dày lắm, chắc lắm.
Gỗ này chắc lắm phải không Đức? Chắc là vậy. Nó thuộc về gỗ nhóm 1 hoặc là nhóm 2. Gỗ nhóm 1, nhóm 2 nhóm hả? Nhóm 2 ấy, hay là nhóm 3 thì biết, nhưng mà chắc là nó là cây giỏi. Cây giỏi hả? À, cây giỏi. Thôi, gỗ chắc ghê chắc lắm mình. Gỗ gỗ mình thấy chắc. Ở đây thì có cọng dây xích để dành leo núi nữa nè. Anh thì lấy hoa thế này. Lăng đường hả? Ủa? Nhà ai cũng làm bằng gỗ hết, gỗ đẹp không hả? Thích lên lên. Nhà ai cũng làm cái này. Ông đi đâu rồi? Ông chạy lên kia xây nhà. Đây là lăng rừng. Đúng rồi. Ở đây Đức, ai cũng quen hết hả Đức? Chắc là vậy. Ở nhà mình gỗ đẹp quá. Coi nè Tiền. Gỗ gì mo luôn á. Thích ghê, thích á. Nè. Ha, dày một khúc luôn. Nhà chị có mấy đứa em bé? Hai đứa. Con chị hả? Dạ. Hả? Chị nhiêu tuổi rồi? 20. Vậy là em. 20 tuổi có hai đứa con. Em bé đang khóc ở trong hả? Cho mượn nè. Hay. Nói chung là cũng đang nhiều ha. Mông hoa. Đây cũng là một cái nhà bằng gỗ nữa. Đúng rồi. Con chó đây nó dữ á. Ghế gì? Đây là chó mông. Con chó này nó dữ lắm. Dữ nhất trong cái làng này. Chó đó nổi tiếng hả trong làng? Đại ca của làng. Đây là lần đầu tiên mình được vô làng của người Hơm Ông á. Thích. Ủa cái đó để dành nuôi con chim bồ câu á hả? Đức, thôi kìa Tiền. Thích lại lẫn nha Tiền. Thích là vậy. Đây là cái tía tô. Cây rừng. Tía tô. Đó phải tía tô. Tía tô hay là cái gì anh? Đó phải tía tô đó. Giống như cây kim tuyến hả? Giống nó dòng họ giống của cây kim tuyến hả ta? Rồi làm hết tụi tôi. Ở đâu có bán tiệm, bán tiệm tạp hóa vậy chị? Ở đâu có bán tiệm tạp hóa vậy? Không biết hả? Bán tiệm á, bán quán á. Cái kia. Có hai trên này để bán được rồi. Bên đường là tới này. Dạ. Thưa chú. Dạ. Dạ. Con mía để ăn rồi. Nhưng mà mía này đó. Đây là con cát Hơm Ông. Con cát màu xanh kìa. Con gà Hơm Ông trắng này. Dạ Hơm Ông. Mình thấy là nhà nào cũng bằng cây hết. Mấy cái nhà đây chắc là xưa lắm rồi á. Không, nhà này là đẹp nhất nè. Gỗ này là gỗ chắc nhất nè. Họ làm á. Họ đục cái mộng hết luôn nè. Đục mộng làm sao? Nghe đục kiểu hả? Kèo hết à? Kiểu. À, kiểu cỡ vậy là chắc á không? Gỗ chắc mới làm trước mà người ta còn làm được như vậy là hơi bị đẹp á. À, vậy là nhà này hồi xưa là nhà giàu mới làm được như vậy phải không? Không hết. Ừ, không phải là giàu mà người ta có tay nghề á. Dạ hả? Ở nhà đẹp á. Nhà đẹp thưa thì chưa á. Nhà ở đây lạ hơn nhà dưới chỗ khác ha. Nhà đây lạ lắm đó. Hai biết rồi. Hai. Hai biết lạ nhất là gì không? Là đi vô nhà người ta không la. Quen với Đức mà. Quen không Đức? Khỏi rồi. Quen mà ở sớm mà. Bồ câu. À, hồi nãy giờ là mình đi giáp vòng. Đây là gọi là thôn hay gọi là làng? Một làng. Một làng nhỏ. Một làng nhỏ hả? Nếu mà còn thời gian thì mình có thể đi vào làng trong kia thì đẹp hơn. Làng trong là ở đâu nữa? 14:43. 14 giờ 2 mấy hả? 3 giờ. 3 giờ tới 10. Làng ở trong là ở đâu? Đi đường kia hả? Đức nói ở đây là điểm nhóm của hội Thánh Tin Lành. Đúng phải không Đức? Đúng rồi. Ủa vậy cưng có đi ở đây không? Có, lâu lâu em vẫn đi nhưng mà ý là người ta không có cứ lúc mà người nhiều người mong thì người ta một mình người ghét họ sẽ không nói chuyện giống như kiểu là họ giảng bằng tiếng của người mong. Giảng bằng tiếng của người Hơm Ông. Đúng rồi, nên mình cũng không hiểu. Mình không hiểu. Mình đi với mình ngồi ngóng thôi. Vậy là ở làng của mình cũng là đạo Tin Lành luôn hả? Bây
giờ mình mới mua một bịch bánh như đây. Mình tính là xuống dưới có mấy đứa nít dưới rồi mình cho mấy đứa nít ăn cho vui. Mình mới chưa có kịp hô là mấy đứa nít nó kéo lại rồi. Bé này hiểu ghê luôn, đẹp ghê luôn á. Màu đẹp hả? Không, mặt em bé. Biết đâu là cũng bị đó không? Năm hàng ngang tập hợp. Bữa nay thì mình ra đây á, ở trong làng không ông cũng có mấy em nhỏ cho nên là bữa nay á thì cô chú Cindy có nhờ mình mua bánh mà mình cũng không biết mua bánh gì nữa, tại vì ở ngoài này chỉ có cái tiệm tạp hóa nhưng mà cũng không có được nhiều bánh cho nên là mình mua đỡ bánh ống này nè cho mấy đứa nhỏ. Con mua đỡ bánh này cho mấy đứa nhỏ nghe cô Cindy. Đây là quà của cô chú Cindy muốn gửi cho mấy em nhỏ ở trong làng Hơ Mông. Nơi đây gọi là gì vậy Đức? Con mất đi rồi. Kìa. Đi giờ vòng vòng rồi. Con trước khi trao bánh cho mấy em nhỏ thì con cũng cảm ơn cô chú Cindy đã nhớ tới mấy em nhỏ ở vùng cao ở nơi đây, cũng giống như là con cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã theo dõi, đã thương mến, đã ủng hộ cho Hương Vị Đồng Quê của con. Bây giờ con phát bánh cho mấy em nhỏ ở đây. Con cũng không biết được bao nhiêu bé nữa, thì hồi nãy con có nghe nói là mấy em nhỏ kia còn đi học chưa có về tới, đúng không chị? Dạ phải. Bất đại hay bất đại á? Bất á. Đây xích lại đây, xích lại đây. Cận cảnh từng em nha. Con tên gì? Con tên Hoa hả? Cái gì Hoa á? Đây nè, con cảm ơn ông bà Cindy nha. Rồi con nói đi, con cảm ơn ông bà Cindy. Con nói đi. Này này con cái nữa nè. Rồi con cảm ơn ông bà Cindy nha. Rồi nói đi con. Mắc cỡ. Mắc cỡ, vậy thôi con nói con cảm ơn đi. Thank you. Mắc cỡ á, nè con này của con. Con ạ đi, ạ ôm đi. Đây. Đây nè. Nè con ạ, con tên gì? Tiên, xích xuống. Con tên gì? Con tên Hồng phải không? Con ạ ôm đi. Con cảm ơn. Ờ đúng rồi, con giỏi quá. Nè con được 2 cái luôn. Đó con giỏi quá. Rồi con tên gì? Nè con tên gì? Hả? Phỏng hả? Phỏng hả? Nè Phỏng. Nè có 2 cái con ạ ôm đi. Con cảm ơn ông, nói đi con. Cảm ơn ông bà. Hả? Em nói gì con? Con ạ. À con ạ ông phải không? Đây, nè nè con cầm cái nữa. Rồi. Đây là con nè. Con ạ ông. Con cảm ơn. Con cảm ơn ông. Cảm ơn ông. Ai con tên gì? Con tên gì? Tên là Trắng. Là Trắng hả? Nè, Trắng 2 phần nha. Con cảm ơn ông bà đi con. Cảm ơn ông bà, nói đi. Đồng nghiệp quá. Có một số đứa nó hiểu quá, có số đứa nó không hiểu. Nó không hiểu tiếng Việt hả? Vậy hả? Đây. Con tên gì? A Long. Rồi con cảm ơn ông bà đi. Con ạ ông. Ông bà cô chú thông cảm tại vì có một số em chưa có hiểu được tiếng Việt. Đây, nè con. Đây của con. Con đây. Nè, rồi của con cảm ơn ông đi. À ông. À ông.
Giỏi quá. Nè, hai con tên gì? Liên. Liên. Ê, con, nè, con cảm ơn ông đi. Rồi, thằng của con tên gì? Hả? Con tên gì? Mình không nghe được luôn. Ê, con hả? Con cảm ơn ông đi. Cảm ơn ông. Con hả ông? Chưa hiểu được tiếng gì. Ai con tên gì? Có một số đứa thì nó hiểu thôi. Con tên gì? Con tên gì? Nè. Ấy. Tên gì? Ấy. Ấy hả? Ấy cảm ơn ông đi. Cảm ơn. À, thầy của con tên gì? Mưa hả? Nè, mưa hai phần, cảm ơn ông đi con. Cảm ơn. Ừ. Con tên gì? Dung. Dung hả? Dung. Dung hả? Cảm ơn ông. À, giỏi quá. Nè con tên gì? Phong. Phong hả? À, Phong cảm ơn ông. Nè con tên gì? Trăng. Trăng cảm ơn ông đi. Ông đây nè. Con cảm ơn ông. Còn ai chưa có lại đây. Con tên gì? Tung. Hùng. 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 Hùng cảm ơn ông. Cảm ơn ông. Giỏi quá. Con tên gì? Thêm. Thêm hả? Thêm cảm ơn ông đi. Cảm ơn ông. Giỏi quá. Con hai chỉ nó đây tưởng là con là ông. Con tên gì? Rồi, giỏi quá, cảm ơn ông luôn. Rồi. Này, con tên gì? Ừ. Con cảm ơn ông. Con tên gì? Hai cái luôn. À, con cảm ơn ông. Rồi, ai cái lại đây con. Nè con. Con cảm ơn ông đi. Cảm ơn ông. À. Con. Con tên Tiền. Đây con tên Tiền. Rồi sai sai ra. Đây nè, có em bé trong đó chưa có kìa em bé. Chị tên gì? Sung. Chị tên Sung. 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 Chị mới chết rồi chị mới. Nó tiếng của em. Gì cả? Nó tiếng gì kìa? Nói. Dạ, kệ không sao đâu, em dịch lại cho. Không có gì đâu, đừng ngại. Ông con là ốc quá bè. Em có hết rồi. Cảm ơn mấy em nha. Mấy em mua bán gạo cho con quà chị Tân. Dạ. Chị muốn gửi lời cảm ơn tới cô chú Cindy. Nhưng mà chị không có biết nói được tiếng Việt nhiều. Nên là chị mấy chỉ nói chập chững thôi. Còn bao nhiêu đây chị giữ giùm em nè. Chút chiều á mấy đứa nhỏ nó đi học về á, chị phát cho nó giùm em. Ừ. Nha. Rồi em cảm ơn chị. Của em chỉ không có. Ngon con. Ngon không? Ngon. Ngon. Ngon hả? Dạ ngon. Dạ ngon. Ngon con. Chị ơi, trường học ở gần đây không chị? Ở xa nữa. Ở xa hả? Ừ. Khoảng bao nhiêu cây mới tới trường học chị? Tầm 4 cây á. 4 cây. Dạ. Rồi như mấy em nhỏ đi học á là học tới lớp mấy là nghỉ hết, nghỉ chị? Tôi
có mấy em nè, hôm hết lớp 12 có mấy em nè, có hết lớp 9. Dạ. Dạ. Thôi em cảm ơn mấy chị nha. Em đi về. Cảm ơn mấy chị nhiều. Bye bye, con về nha con. Dạ dạ. Bye.